ngôi sao của Juventus Cristiano Ronaldo chia sẻ trên trang cá nhân về những khoảnh khắc ngọt ngào cùng MU, đặc biệt là hồi tưởng trận chung kết Champions League 2008. Ngôi sao người Bồ Đào Nha không nghĩ rằng đó cũng là danh hiệu cuối cùng của mình ở sân Old Trafford. Mùa giải 2007-2008, Ronaldo đang có phong độ ấn tượng, ghi 42 bàn thắng và góp công giúp Quỷ Đỏ vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Dấu ấn càng khó quên và ý nghĩa hơn khi năm 2008 là kỷ niệm thứ 50 MU trở thành nạn nhân của thảm họa hàng không Munich. Đến bây giờ, Ronaldo vẫn không thể quên được những hình ảnh trong trận chung kết Champions League giữa MU và Chelsea ở sân vận động Luzhniki của Nga. Anh là người mở tỷ số trận đấu, nhưng The Blue gỡ hòa nên hai đội phân định thắng thua trên chấm luân lưu 11m. Ở loạt đầu súng cân não, dù không thể thực hiện thành công lượt đá của mình, nhưng tài năng của thủ môn Van der Sar cùng may mắn khi John Terry trượt chân đã cứu vãn Ronaldo trở thành tội đồ. Dưới trời mưa ở Moscow ngày 21 tháng 5 năm 2008, CR7 đã có danh hiệu Champions League đầu tiên và những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn đối với siêu sao người Bồ Đào Nha. Điều đó được thể hiện qua bức ảnh ghi lại khoảnh khắc của MU lên ngôi ở đấu trường châu Âu mà Ronaldo đăng lên mạng xã hội Instagram. 12 năm đã trôi qua, nhưng hành động của Ronaldo đã khiến cho người hâm mộ đội bóng áo đỏ thành Manchester cảm thấy ấm lòng. Đối với những Munusian lạc quan, đó như là thông điệp mà Ronaldo gửi đến đội bóng cũ của mình, nơi được xem là bệ phóng cho tên tuổi của CR7. Ở tuổi 35, Ronaldo đã giành được rất nhiều danh hiệu trong suốt sự nghiệp, nhưng có lẽ những năm tháng ở sân Old Trafford dưới bàn tay nhào nặn của người thầy, người cha Sir Alex Ferguson, đó mới chính là ngôi nhà thực sự của anh. Dù được xem là lão tướng ở đội bóng thành Turin, CR7 vẫn chứng minh được giá trị của mình sau vụ chuyển nhượng 100 triệu euro từ Real Madrid.